Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Hôm nay mình theo anh Dân đến ấp Tư, xã Hữu Cái Bè, Tiền Giang để quay cưa cây xoài nha cả nhà. Cây xoài này nằm trong cái vườn mận An Phước. Cây xoài này cây xoài gì vậy, anh Dân? Cây xoài chu. À, cây xoài chu. Cây chu này nó nằm cho nó mặn nè. Dạ. Vậy giá nó rẻ quá đó. Rồi chủ nhà ở đầu đôn suốt, đã ngưng một mùa. Ngưng một năm đi, năm sau nó mới nó mang ra lộn, nó mới làm bông lại. Dạ, vậy là nó cũng ra bông được luôn ha anh Dân? Rồi anh Dân leo đi. Xin mời cả nhà cùng theo dõi nha. Cái xoài này cái tàn nó cũng rất là tròn cả nhà. Oh.
Anh bà đang lên xuống, anh bà rất nhanh chóng.
dân cũng đã xuất sắc cưa xong cái xoài nha cả nhà, rồi mới nghỉ nha. Trời mưa lớn quá, mình cũng xin tạm kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha, hẹn các video mới tiếp theo.